Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 23 tháng 7 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, đã bước sang những ngày cuối tháng 7, nhưng tình trạng nắng nóng trong những ngày hè đã làm nhiều cánh đồng ở trên địa bàn huyện Lục Yên của tỉnh Yên Bái thiếu nước trầm trọng. Mới chỉ vụ mùa trước bà con tại đây phải lo tiêu úng, còn năm nay thì lại lo chống hạn. Đây là hình ảnh tại công trình hồ chăn nuôi nơi cung cấp nước tưới cho 20 ha lúa của xã Yên Thắng với dung tích chứa vào khoảng 30.000 mét khối. Nhưng ước tính đến thời điểm này chỉ còn chừng 1 mét khối. Theo thống kê của Trạm Quản lý Thủy Nông và Nước Sạch huyện, diện tích lúa bị thiếu nước toàn huyện Lục Yên hiện nay đã lên tới gần 500 ha, chiếm 13% tổng diện tích lúa vụ mùa của huyện. Và tình trạng hạn hán tại Yên Bái và các tỉnh thành miền Bắc sẽ được cải thiện bởi theo thông tin mà chúng tôi vừa nhận được thì từ chiều tối và đêm ngày hôm nay, kéo dài ít nhất đến 2 ngày nghỉ cuối tuần này, khả năng rãnh áp thấp sẽ được thiết lập trở lại với những vùng xoáy thấp trên các mực cao, mang đến những cơn mưa vừa, mưa to và dông cho toàn bộ khu vực. Đầu tiên là vùng núi và sau đó sẽ lan dần xuống khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ. Cùng với mưa, nền nhiệt độ cũng sẽ giảm khoảng 2 cho tới 3 độ, với mức nhiệt khoảng 30 cho tới 33 độ. Riêng các tỉnh như là Lai Châu và khu vực Điện Biên có thể thấp hơn khoảng 29 cho tới 32 độ, thời tiết mát mẻ và dễ chịu. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là đợt mưa dông này sẽ kéo dài nhiều ngày. Ngoài khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố lốc xoáy và gió giật mạnh, thì người dân tại các tỉnh như Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên cần hết sức cảnh giác với khả năng có lũ quét và sạt lở đất. Trong khi đó, do hoạt động của rãnh áp thấp chủ yếu ở các tỉnh Bắc Bộ không ảnh hưởng đến thời tiết tại khu vực Trung Bộ, nên trong 2 ngày tới, các tỉnh Trung Bộ phổ biến ít mưa, ngày sẽ có nắng với mức nhiệt ở khoảng 35 cho tới 36 độ trên toàn khu vực. Riêng các tỉnh Bình Thuận thì chiều tối có thể có mưa rào nhẹ, nên nhiệt độ không quá cao, cao nhất chỉ khoảng 31 cho tới 33 độ. Sang đến ngày 26, các tỉnh thuộc phía Bắc của Trung Bộ như là Thanh Hóa, trời nhiều mây, có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt giảm nên thời tiết cũng dễ chịu hơn. Các tỉnh Trung và khu vực Nam Trung Bộ không chịu ảnh hưởng của giải mây dông nên nhìn chung thời tiết ít mưa và sẽ có nắng nhiều. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết không có nhiều thay đổi trong khoảng 3 ngày tới. Gió Tây Nam sẽ hoạt động yếu nên ban ngày toàn khu vực phổ biến có nắng và ít mưa. Tiếp theo là phần dự báo chi tiết cho 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, trong 3 ngày tới, trời chuyển nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, nên nhiệt độ giảm, cao nhất trong ngày dao động từ 29 cho tới 32 độ, cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh và khả năng có lũ quét, sạt lở đất. Phía Đông Bắc Bộ, thời tiết trong những ngày tới, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, riêng vùng núi sẽ có mưa vừa tới mưa to và nhiệt độ sẽ giảm dần, cao nhất dao động từ 30 cho tới 33 độ, cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh và khả năng có lũ quét, sạt lở đất. Đối với các tỉnh Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, trong 2 ngày tới trời vẫn ít mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông ở vài nơi, nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 cho tới 36 độ. Đến ngày 26 trời nhiều hơn và ngày có nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác tại các tỉnh phía Bắc, nhiệt độ giảm xuống còn 32 cho tới 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết trong khoảng 3 ngày tới vẫn phổ biến là ít mưa, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng trong 2 ngày đầu, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt ngưỡng 33 cho tới 36 độ. Trở vào với Tây Nguyên, thời tiết chủ đạo trong 3 ngày tới phổ biến là ngày nắng, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông ở vài nơi, riêng ngày 26 khả năng mưa tăng hơn dưới diện rải rác, nhiệt độ cao nhất dao động từ 29 cho tới 32 độ. Khu vực Nam Bộ trong 3 ngày tới phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 26 khả năng mưa tăng hơn dưới diện rải rác, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho tới 34 độ. Quay trở ra với thủ đô Hà Nội, thời tiết trong những ngày tới trời nhiều mây, có mưa rào và dông, riêng khu vực vùng núi sẽ có mưa vừa tới mưa to, nhiệt độ giảm dần, cao nhất dao động từ 30 cho tới 33 độ. Trên biển tại quần đảo Hoàng Sa đang có những ngày thời tiết tốt, trời chỉ có mưa ở vài nơi, ngày nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 cho tới cấp 5, tình trạng biển bình thường và không gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Trong khi đó thì thời tiết tốt cũng đang diễn ra tại huyện đảo Trường Sa, trời ít mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa thông thoáng, sóng yếu và biển êm. Bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày tới của chúng tôi đến đây cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.